Thưa quý vị, trong chương trình thực hiện các công trình Tết quân dân năm 2024 vừa diễn ra tại huyện Thạnh Phú, 30 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh gồm quân sự, công an và biên phòng đã tham gia các hoạt động tuyên truyền chính sách pháp luật, luật nghĩa vụ quân sự, đổ bê tông tuyến đường hơn 400m ở ấp An Bình, ấp An Hòa, xã Mỹ An, sửa chữa tuyến đường dài 1,1 km ấp An Thành, xã An Thành. Đây là những công trình mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh mà còn gắn kết nghĩa tình quân dân. Chương trình thực hiện các công trình Tết quân dân năm 2024 là hoạt động nhằm gắn kết hơn nữa tình quân dân cả nước và tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương, tạo không khí vui tươi ấm áp thắm tình quân dân khi Tết đến xuân về. Được tiếp nhận cái đơn vị về đây hỗ trợ địa phương mà làm cái chương trình Tết dân quân đây, người dân rất là mừng. Về cái tinh thần thì nói chung là cái anh em bộ đội nhiệt tình trong công việc, và nhìn những cái giọt mồ hôi thì nói chung ai cũng đủ hiểu cái tinh thần và trách nhiệm của người được phân công nhiệm vụ thực hiện công trình này như thế nào. Nhiệt tình và chu đáo, ăn ở thì nề nếp đúng với cái hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ như đó giờ. Nói chung là bà con đây rất là mừng và phấn khởi khi được hỗ trợ địa phương. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang sẽ có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng sống và đặc biệt là tình cảm của nhân dân trong thời gian thực hiện các công trình Tết quân dân năm 2024. Cán bộ chiến sĩ đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm và sự nhiệt tình với công việc, không quản ngại những công việc vất vả, nặng nhọc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các công trình, phần việc. Từng cán bộ chiến sĩ đã ý thức được trách nhiệm, khi đến dân đón chào, khi về cảm thấy lưu luyến, trân trọng và để lại trong lòng người dân hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, đi dân nhớ, ở dân thương. Các anh em cán bộ chiến sĩ về đây đều phát huy hết cái tinh thần trách nhiệm, cùng tham gia với bà con thực hiện đổ cái tuyến đường bê tông nông thôn, rồi thực hiện cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân. Nói chung là tất cả anh em đều phát huy những cái phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia với anh em. Làm hai ngày qua thì anh em đều rất là cố gắng. Còn lại cái công trình phần việc của ngày tới thì anh em vẫn tiếp tục cùng với địa phương để làm hoàn thành cái nhiệm vụ mà ở chương trình đã giao cho. Đây là lần đầu tiên mà em tham gia chương trình Tết quân dân lần này. Hôm nay em cảm thấy rất là vui và vinh hạnh khi được tham gia chương trình, bởi qua đó em tôi rèn luyện được bản lĩnh của một người lính phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Thì em cũng cảm thấy là nhân dân nơi đây, đoàn viên cũng như thanh niên ở đây là rất là hăng hái cùng tụi em tham gia, bà con thì nhiệt tình. Vì vậy nó cũng là tạo thêm cái niềm động lực lớn cho tụi em cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đây. Thực hiện các công trình Tết quân dân năm 2024 với những công trình phần việc bước đầu đạt kết quả đã tạo niềm hân hoan, khởi động sôi nổi cho chương trình Tết quân dân năm 2024 trên địa bàn huyện Thạnh Phú. Qua đó góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ máu thịt gắn bó giữa quân và dân, đồng thời giáo dục, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phát huy sức mạnh đoàn kết, tiếp bước cho anh xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng giàu đẹp, văn minh.